trại bò Thư Chiến nay ngày 20 tháng 4 năm 2021, giao hàng bò cho anh khách về Vĩnh Long xuống đi đường thủy thì bị xuống ghe. Xuống ghe về Vĩnh Long. Địa chỉ trại là Hương Lộ 19, DT19, gần Quỹ ban xã Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Có xe nhà, có đi đường sông thì có ghe vào khách luôn. Đại bò cung cấp đầy đủ các giống bò cho khách họ lựa chọn con giống. Ngày nay ngày mai về tiếp tục là hai xe gồm có bê bắp kem, bê cơ bắp. Là đưa anh cả thế giới thấy anh luôn. Quay vậy mới chở đó. Ba lấy năm để nhớ coi, hơi hết nhớ rồi. Rồi nha. Con số 2 nó hơi lấp chóc, cái còn con số 1 thì nó đầm. Điện thoại không anh, có số điện thoại không anh Chiến? Có đóng là phòng cho mấy bò luôn ha. Ừ, giấc trưa nó nóng mình thấy lót ở trên này vậy anh. Xuống rồi, xuống coi, xuống giỏ xuống. Nước nó sợ. Kỳ ta. Thấy nước nó sợ không ơi. Trai quá, tôi quay với anh đi sao? Một hát. Mình quay lên mạng thấy đừng ta mua chứ. Quay gì đăng lên cảnh đẹp ghê ông ơi.
Cái lớn. Trời ơi, được hổm tôi lên, anh biết mình tôi lên là 5 con bò mình tôi vừa quay vừa lên luôn, tụi một mình luôn, mấy ghê. Hổm là tao nói vậy hổm, mà biết hổm nào không có đâu. Đúng mấy bò dễ ghê. Mấy bò có đâu ăn luôn. Nè. Nắm. Nắm chặt nha, con này nó chóc nè. Đi. Đi xuống nè, ngọt lắm, đi. Rồi con. Xuống luôn. Nắm. Rồi xuống luôn. Xuống con, giỏi con. Giỏi con. Ừ, xuống.